Các người anh em nào đã có nhu cầu mua acrylic quân giá rẻ, liên hệ ngay Zalo 0374139338 để được hỗ trợ. Ở đây rất là có nhiều ngon cho anh em tha hồ mà lựa nha. Hey yo, xin chào anh em, chào mừng anh em đã trở lại với channel của mình là Yunku anh em à. Lộn xíu. Đấy, mới vô chưa hết mà lộn nó lại nè mấy. Xin chào anh em nha. Chào mừng anh em đã trở lại với channel của mình. Mình là Yun Cinema. Chúc anh em có một ngày mới thật là vui vẻ mọi người. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng quay trở lại để chơi một cái bộ skin. Ta nói là nó hiếm gì đâu luôn em mà. Có thể nói là nó hiếm hơn cái cả cái bộ skin Nạc Rống Thứ Nguyên Vậy Thần nữa em ơi. Đấy, thì ai á mà gọi là chơi game lâu năm rồi á thì cũng biết là cái bộ trang phục này hồi xưa là hình như chỉ có 99 quân hy mua được rồi em ơi. Đó, còn bây giờ thì miễn bàn đi. Mày có bao nhiêu tiền mày cũng không thể nào mua nổi đâu em ạ. Đó, bởi vì sao anh em? Gena nó đã khóa nó vô cái tủ rồi em mà. Ừ, khóa vĩnh viễn không bao giờ mở lại em ơi. Đó, đó là cái lý do tại sao á mà mình kêu á là cái bộ skin này nó hiếm hơn cả Thứ Nguyên Dạy Thần nữa em ơi. Bởi vì sao anh em? Because Thứ Nguyên Dạy Thần á là từng sau nó đã ra rồi anh em mà. Ừ, nó đã ra sự kiện, nó đã trở lại và combat với anh em rồi đó. Đó, mừng chưa? Nghe khoái khoái được cái gì? Thôi chết bò mà rồi em ơi. Cứu, cứu tôi em ơi, cứu con mùa xanh của tôi. Trời ơi, mini ơi. Rồi, trào bỏ mỏ rồi em ơi. Thôi tôi bỏ nha anh em. Lui nhẹ nhịp nha. Ủa, team tôi bây giờ còn đúng cái nịt luôn em mà. Trời ơi. Bởi tôi cướp cái con bùa xanh thôi mà bây giờ nó đã qua. Nó lấy cái con bùa xanh của tôi là cái thứ nhất nè. Cái thứ hai là nó lấy luôn hai mạng trong đội tôi anh em ơi. Bởi Magma này chơi mà nó không có tình hữu nghị với đồng chí đồng địch anh em ạ. Quá nóng đi anh em ơi. Một chút tôi sẽ xử lý nó sao anh em ạ. Còn bây giờ thì mình tập trung mình lên level 4 trước đi. Rồi tính gì tính anh em ơi. Đó, thì bây giờ mình sẽ nói tiếp tục là cái gọi là thông báo cho anh em một cái tin mừng. Đó chính là Nạc Rống Thứ Nguyên Dạy Thần anh em. Tuần sau nó ra sự kiện lại nha anh em. Đấy, thì mình không biết là nó sẽ tốn bao nhiêu quân hy anh em à. Nhưng mà mình chúc anh em á là gọi là tốn ít quân hy nhất có thể để mà có thể sở hữu được cái bộ skin Nạc Rống Thứ Nguyên Dạy Thần nha anh em. Ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục cà rén đi qua bên bùa xanh tim bạn đi chi anh em. Đi cướp bùa chứ anh em. Trời ơi, hồi nãy ta nói nó kéo qua cái bốn ra nó quánh tôi không còn cái gì luôn em à. Bây giờ đây là thời cơ thích hợp để tôi trả thù anh em ơi. Vợ yêu của anh ăn chuối đi vợ ơi. Đấy, ngon liền em ơi. Đây nè, ba đùm ba đéo gì mày cũng phải lên bảng điểm số với tao trơn ha. Ba đùm ơi. Đấy này, thì đầu game mà đặt đẩy ca đại bàn kéo qua cái bốn qua đó gọi là đánh hội đồng tôi đem mà. Nó còn đánh hội đồng tôi thì nói chung là tôi bỏ qua được em ơi. Đằng này ha, nó tiễn hai thằng gọi là hai thằng đồng đội chân chính của tôi lên bảng điểm số rồi em ơi. Đó, hai cái thằng gọi là giàu sinh ra tử em ơi. Đầu game tôi đi cướp bùa là ai đó núp bụi cướp bùa theo tôi anh em à. Rồi nói sao em ơi, cho em xin nhẹ cái con bùa đỏ nha anh Alando. Hồi nãy giờ nó ăn được mấy con bùa rồi, chắc không con bùa nào đúng không? Trời ơi, không nó ăn được cái con bùa của tôi với lại cái con bùa đỏ ở đầu game đó em ơi. Nói chung không sao, tôi hứa anh em luôn là từ giờ trở về gọi là sao anh em, tôi không cho nó ăn được một con bùa nào luôn anh em à. Đó, một khi mà gọi là tôi đã nóng rồi là cái máu bóng của tôi nó nổi lên anh em ơi. Đấy, thằng Alando anh em, tôi nghĩ là nó thuộc dạng là điếc không sợ súng anh em mà. Ừ, nó thấy tôi cầm Nạc Rống quân đoàn hấp diêm á mà nó chưa có sợ nữa anh em mà. Đó, như người ta là người ta thấy cầm Nạc Rống quân đoàn hấp diêm là người ta thấy là né né đúng không? Đằng này nó qua nó cướp bồ luôn là tôi quyết định tôi hấp diêm nó trận đấu này luôn em ơi. Đó, quá nóng anh em ơi. Ê anh ba đớm, anh hút cái gì vậy anh ba đớm? Rồi ơi, hút cũng hút hụt nữa mà đặt hút hút nữa anh em ơi, ghét ghê nữa mà. Ê, gọi là bất tài lai ơi, qua phụ tôi nhẹ nhịp cái. Ừ, gọi là tôi qua tôi hấp diêm thằng này anh em ơi. Nè mày láo hả con, cho em xin nhẹ con bùa xanh. Ủa, trời ơi, lui nhẹ nhịp anh em ơi, hên quá. Nhờ phước của anh Alando, anh đã ủi mình ra này mà. Ừ, hồi nãy thằng Alando ủi mình ra mình mới gọi là mình sống vào đó này ơi. Chứ nếu mà mình gọi là không có anh Alando là xác định là mình chết với thằng Batman rồi anh em. Ấy, anh Batman anh tính đóng như kem vậy đó. Trời ơi, cha mẹ anh đâu mà sao để anh gọi là ra chiến trường bỏ anh bơ vơ thế đây. Quá là buồn em ơi. Đó, gọi là cố gắng lên nha anh Batman. Trời ơi, khổ anh ghê đó. Rồi, lấy nhẹ cái con bùa đỏ tim bạn anh em ơi. Đó, gọi là một khi mà mình có đang có cái trướng mà đi cướp bùa anh em, mình phải cướp tới cùng anh em mà. Đó là cái tiêu chí của mình nha anh em ơi. Rồi, Carissa, vợ yêu của anh. Em ăn chuối đi em ơi, siêu việt luôn em mà.
quá thơm. Đấy, nè trời ơi, Alando đi rừng mà sao mà không có cầm bùa sao đánh em? Mà chắc tôi nghĩ là một điều là như thế này nè em ơi. Tức là cái thằng Alando anh em nó sợ là nó ăn cái con bùa vô thì nó sẽ bị dính độc anh em. Cho nên thôi yên tâm nha bạn Alando, mình sẽ cố gắng là từ giờ tới cuối game mình sẽ ăn hết những cái con bùa gọi là mình thử độc cho team bạn anh em nó, gọi là mình thử độc cho thằng Alando. Tại vì sao anh em? Thằng Alando nó sợ ăn xong nó bị đau bụng hoặc là nó bị gọi là nó bị chết nó kêu vậy, nó bị sợ độc anh em ơi. Nói chung là nó sợ độc đó, cho nên mình sẽ gọi là cố gắng mình thử độc cho bạn Alando nha. Đấy, gọi là mình xem bạn như là tổng thống vậy đó. Trời ơi, mình phải thử độc các kiểu của đà điểu cho bạn trước đi chứ đúng không bạn Alando? Ủa, cho nên nếu mà bạn gọi là có xem clip này á thì đừng có trách mình, mà hãy gọi là cảm ơn mình nha, bằng cách là like video và đăng ký kênh để gọi là ủng hộ mình nha. Bạn bạn yêu, bạn Alando yêu yêu dấu của mình nha. Đó, nói vậy thôi á, chứ thật ra là nó đang cay cú lắm rồi anh em ơi. Ai mà không có muốn ăn bùa anh em, đi rừng là phải muốn là ít nhất có cái con bùa bùa xanh để gọi là an ủi ô anh em. Vậy mà trong tay không có con bùa đời mấy ai thương. Đấy, tôi hát nó hơi dở nên thông cảm nè. Rồi, nước bụi đơm sao nè mà. Rồi, vô đây cục cưng ăn chui. Trời ui, lui nhẹ nhẹ bên em ơi. Ở đâu ra mà cái con vợ của mình. Bởi tôi thề với em luôn á, là tôi chơi con Nagadoc này là luôn luôn tôi gặp cái thằng Karasi nè mà. Thật sự rất khó chịu. Đó, nói chung là gọi là vợ chồng nó hay gặp nhau. Đó, vợ chồng mà nó tương tàn thì làm sao giữ được cái hạnh phúc gia đình đúng không anh em? Đó, nhưng mà thôi chịu anh em mà. Nó giống như là một cái duyên vậy anh em. Ừ, lúc nào tôi chơi cái con Nagadoc này á là tôi cũng gặp cái thằng Karasi trường này mà đó. Cho nên tôi hay gọi là cái duyên hả. Ok thôi. Ê cốp ơi, lui nhẹ hai cốp ơi. Trời ơi, một thằng cốp tôi đã lên bảng điểm số rồi em ơi. Đó, tại sao tôi gọi là hai này là hàng cốp anh em? Tại vì đầu game nó đi cướp bùa cướp bốc với tôi nè mà. Rồi pha đẩy anh em, quánh cái thằng Alando trước nhanh bắn chuối đi con. Trời ơi, ngon rồi em ơi. Và lũm cái gọi là cái nhà xương xương cái con bùa xanh của rừng tiên bạn em ơi. Đó, gọi là mình thử độc cho bạn nha, chứ mình không đi cướp bùa nha. Đó, mình là mình đang thể hiện cái tình cảm của đồng chí đồng địch nha anh em. Thấy chứ mình không có gọi là đi cướp bùa nha, đừng có hiểu nhầm mình chết mình luôn á. Ê trời ơi, vậy skin tăng đam à. Trời ơi, đang chơi Liên Quân Mobile nghe mấy ông, ăn chuối đi con, vợ yêu của anh. Trời ơi, một combo là chết anh em mà. Cái gì mà skin tăng đam? Trời ơi trời, người ta là đang chơi Liên Quân Mobile chứ không phải là chơi Free Fire sống dai là huyền thoại nha anh em. Tôi không có ý khịa nha anh em. Đấy, kiểu là cái câu nói đó là tạo nên cái tên tuổi của những anh em Free Fire anh em mà. Cho nên gọi là mình nhắc nhẹ để cho anh em nhớ điều đó nha. Ok, thì bây giờ á là cái trận đấu này á là team mình đã lấy được hai cái trụ, đó chính là cái trụ đường trên với trụ đường dưới rồi. Thì chắc chắn một điều á là bây giờ mình sẽ cùng đồng đội mình ép cái trụ đường giữa nữa chứ còn gì nữa anh em ơi. Đây, một chém lên bảng và xin nhẹ cái trụ anh em ơi. Đấy, cuộc sống như thế, việc nhẹ lương cao đây mà. Rồi, nước bụi long thần trưởng đợi thời cơ và đớp cái con mồi thì anh em ơi. Ủa, con không có não trời gì ta, thôi về ăn cái con xe xa này anh em ơi. Đó, thì anh em là người đi rừng gọi là chân chính đúng không? Anh em ăn những cái mục tiêu lớn như là xe xa, như là rồng nè. Đó, mà cái trận đấu này thì tôi nói thiệt anh em luôn là tôi gọi là tôi hơi là biến ăn, cho nên tôi cứ mà đi ăn bùa tiêm bản nên anh em ơi. Đó, không phải ăn bùa đâu mà tại tôi đang thử độc anh em mà. Anh em đừng nghĩ xấu cho tôi, đó, đang thử độc nha anh em. Chứ không phải là gọi là có ý xấu mà đi cướp bùa cướp bóc đâu anh em mà. Anh em đừng có đi cướp bùa nha. Bởi sao anh em? Cướp bùa là tội lỗi lắm anh em mà. Đó là thằng rừng tiêu bản đó thế thôi. Chứ tôi á là có một cái gọi là có một cái khái niệm như thế này anh em mà. Đó chính là cướp nữa, cướp mãi, cướp tới khi nào thằng rừng tiêu bản cùng cái niệm thì thôi anh em ơi. Rồi, cho em xin một chém lên bản chứ còn gì nữa anh em ơi. Tập kích từ xa rồi à, ghê thế nha. Rồi, ao mà dây. Trời ơi, định ao ngay luôn mà cái thằng Batman, cái thằng gọi là không có bố mẹ đấy. Ủa, ê, mà tôi gọi là tôi không có ý khịa mấy ông nào mà gọi là có hoàn cảnh nó hơi khó khăn đâu nha. Mà tôi đang khịa là nhân vật anh Batman nghe anh em thấy. Nói chung là tôi không có ý nói những anh em ở ngoài xã hội nha. Mà tôi chỉ nói những anh em mà
gọi là mà biết về cái lịch sử của anh Batman đó, khịa khịa cho anh em vui thôi chứ không có ý gì trơn nha, anh em thông cảm cho mình điều đó nha. Ok thì bây giờ mình sẽ tích cực quay tay cầu mong vận may sẽ tới này mời. Đấy, mình gọi là mình ráng mình farm cho lên được cái thánh kiếm này mời. Cái con này cái đốc này á, mà một khi mình đã có cái thánh kiếm rồi, trời ơi, chém phát nào thấm phát đó này mời. Chém cái thằng AD nha, chứ không phải chém cái thằng gọi là XB nha anh em. Chém là AD chắc gãy ghẻ nữa mà. Còn AD thì thôi, thôi khỏi nói đi em ơi. Ai mà fan cái đốc thì cũng biết cái điều đó rồi đấy anh em ha. Rồi rồi rồi. Trời ơi, anh đang làm cái gì để em ăn cho? Lỡ anh bị dính độc rồi sao? Ai gọi là ai chăm sóc cho đồng đội của anh? Nó phải để em ăn chứ anh ăn là cái đó này, cái này bậy nha. Đó, gọi là em là vệ sĩ của anh, em phải bảo vệ anh chứ anh lên đo. Quá nóng đi em mà. Rồi, chết tao. Tao đâm mà con, trời ơi hên quá. Giết được nó em ơi. Gọi là giết được nó xong là muốn hết hơi luôn em à. Quá là đớn đau đi. À thì mình sẵn đây mình xin nói luôn nghe anh em. Thì có rất là nhiều anh em á là hỏi ạt mình về cái con năng đốc thương quý vị thần á, thì mình khuyên anh em một điều là thế này nè. Là tức á là anh em muốn mua một cái con ạt na thứ nguyên vị thần á thì mình khuyên anh em á là đợi tuần sau đi, nó ra sự kiện á thì nó sẽ gọi là cái giá của cái bộ skin năng đốc thương quý vị thần á nó sẽ bị giảm lại anh em ơi. Đó, còn bây giờ thì nó thiệt anh em luôn là giá nó 3.5 triệu lận anh em ạ. À. 3.5 triệu trở lên mới có na thứ nguyên vị thần nha anh em ơi. Còn sau này sau khi mà nó giảm á, sau khi mà nó đã ra sự kiện rồi thì nó sẽ giảm anh em ơi. Thì tôi nghĩ là nó sẽ còn 2 triệu mấy anh em ơi. Ừ, nó còn 2 triệu mấy mà. Đúng. Nói chung thì tầm 2 triệu mấy anh em mới có thể mà mua được na thứ nguyên vị thần nha. Chứ mấy ông mà ta nói 1 triệu đó, dưới 2 triệu rồi 1 triệu rồi 500k cũng có, rồi 50k cũng có nên em mà. Vô hỏi tôi có na cái đốc thứ nguyên vị thần không? Có anh em mà. Có mà có đúng cái nét, có đúng cái nét thôi anh em mà. Bởi anh em đừng có hỏi tôi những câu như thế nghe, tội nghiệp tôi lắm anh em ơi. Ôi dồi ôi. Rồi chào mới bỏ ra tiền bạc rồi anh em ơi. Ăn chuối đi mày. Ok. Trời ơi tập này mà không win nữa thì thật sự anh em luôn là có lỗi lương tâm lắm anh em à. Thì có lẽ là trận đấu mà đã kết thúc rồi. Nếu anh em thấy video này hay á, cho mình xin một like kèm theo đó là một lượt đăng ký kênh nếu anh em nào mà chưa đăng ký kênh nha. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn anh em ở clip ngày mai nha. Ừ, nhớ gọi là comment một cái gì đó cũng được nha anh em. Ừ, cảm ơn em rất là nhiều nha.